theo yêu cầu của mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách in ảnh nhanh, bền và đẹp của cái con 6830 này. Cái này mình gắn cái bộ 500ml cho khách này. Bộ này là một tích mực lớn 500ml nha. Máy Canon 6830 này. Máy đã dọn dẹp sạch sẽ nha mọi người này. Máy đã sạch sẽ nha. Rồi được gắn mặt thái cho mọi người luôn nha. Tại vì máy bên mình là toàn thấy đầu phun mới hết nha mọi người, máy nội địa nhưng đầu phun mới nhất, cho nên tốt nhất mọi người bây giờ mình phải tháo đầu phun này. Mới khi bán ra đồ vệ sinh sạch sẽ này, bình tiếp tục mới, tất cả đều mới hết nha mọi người. Có máy là máy nội địa thôi, chúng ta mà cắn đầu phun vào thôi. Chúng ta bỏ chiếc mực vào. Hôm nay mình gắn cho khách nên mình quay video cho mọi người luôn nha. Máy bên mình bán ra là đã phun mới hết nha mọi người. Những tay đắng vào mà mấy chiếc nó sáng lên là được nha. Chúng ta đóng cái công tắc rửa nè. Máy được vệ sinh rất là mới nha mọi người. Vệ sinh sạch sẽ nè. Máy 6830 nha, in rất là nhanh, bền và đẹp nha mọi người. Nếu chúng ta phải sử dụng đúng thì nó sẽ bền cái đầu phun. Ta sử dụng đúng cái dòng mực cho dòng này thì nó sẽ bền. Còn chúng ta sử dụng mực tầm bậy thì nó mau hỏng đầu phun thôi, nó vẫn chạy được nha mọi người nhưng mà nó mau hỏng thôi. Rồi bây giờ máy nó sẽ kiểm tra. Khi mà nó kiểm tra xong thì chúng ta sẽ in thử nha mọi người. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách in ảnh đẹp cho cái dòng này luôn nha. Mình sẽ hướng dẫn in cách in ảnh nhanh bền đẹp cho cái dòng này và cái chế độ in in thiệp á, để chúng ta kịp với lại đơn hàng, tốc độ đơn hàng 6830. Máy rất là mới luôn, gắn dầm thải nè, chúng ta thải ra ngoài hết luôn, máy rất là đẹp luôn. Rồi nó đang kiểm tra nha, tại vì đầu phun mới khi mới bỏ vào thì nó sẽ khởi động tầm 5 đến 10 phút nha. Để nó kiểm tra tất cả lại thì nó mới in nha mọi người. Đến sau này chúng ta sẽ test thử cái bản test đầu phun. Máy này rất là đẹp nha. Bình mực là lớn luôn nha mọi người, giá rất là rẻ thôi. Hôm nay mình gắn thêm một con nữa thì mình quay video cho mọi người xem. Đó. Tất cả máy bán ra đều là vòi phun mới, đầu phun mới cho mọi người nha. Rất là bền. Khi mà nó kiểm tra đầu phun xong thì nó sẽ đứng cái đèn này thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng test đầu phun nha. Nhưng mà chúng ta kiểm tra bằng test đầu phun xong thì chúng ta mới bắt đầu in được nha. Cái dòng này là dòng nội địa nha mọi người. Dòng nội địa chạy rất là bền và rất là đẹp. Mà điều lưu ý với nó thì chúng ta phải sử dụng đúng dòng mực nha. Đối với mấy cái dòng A3 này chúng ta sử dụng cái dòng mực không đúng thì nó sẽ mau lỗi cái đầu phun của chúng ta, rất là tiếc nha. Rồi khi mà nó đứng đèn này mọi người thấy không, chúng ta chỉnh đầu bằng test, chúng ta giữ vô đây. Nó đèn nguồn chớp hai cái.
chút xíu nó sẽ in ra một test cho chúng ta nha. Tên giấy thường thì mọi người giới thiệu chọn cái máy in nha. Chúng ta vô cái mục device printer để chúng ta kiểm tra cái máy in nha. Giờ mình mới bấm lúc nãy mình bấm kiểm tra vào phun, bây giờ nó sẽ in nha mọi người. Để chúng ta kiểm tra bằng test đầu phun nha. Máy bên mình bán ra đã dọn vệ sinh sạch sẽ cho mọi người nha. Dọn vệ sinh tất cả đều mới, mình ngồi mới, đầu phun mới hết. Cái đầu phun mà nó ra đẹp vậy là được nha mọi người. Đó. Nó phun nét vậy là được nha. Đó. Khi mà chúng ta test bóng phun ra đủ màu vậy thì chúng ta tiếp tục chúng ta mở chúng ta in tiếp. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách in nha. Ta chọn cái máy 68 nha. Rồi. Chúng ta muốn đẹp thì chúng ta chọn là lấy giấy glossy nè, glossy bóng nè. Chất lượng cao nè, quality thì chúng ta chọn 2 đây. Cái này là chế độ in đẹp nha, còn chúng ta muốn chế độ mà nó nhanh hơn á thì xíu mình sẽ chỉ hướng dẫn cho mọi người nha. Mình sẽ chọn qua chế độ mà chúng ta kịp đơn hàng, nó chế độ in ảnh nhưng mà tốc độ rất là nhanh luôn. Để nó không có bị in hình mà nó bị giảm cái độ phân giải của hình xuống nha. Chúng ta chọn cái loại giấy đó, nó in nhanh nhưng mà nó kịp tốc độ. Chế độ này thì mình chọn lúc nãy thì nó hơi chậm nhưng mà cái màu của nó thì nó liền nét. Chúng ta đang nhìn thử này. Máy rất là sạch sẽ nha. Như máy mới nha mọi người. Máy rất là sạch sẽ như máy mới nha mọi người luôn. Màu lên rất là đẹp nha. Xíu mình sẽ chỉ cho mọi người cách in cái loại tốc độ nó nhanh hơn nha mọi người. Để chúng ta in thiệp, in hình cưới gì đó thì chúng ta chọn qua chế độ, xíu mình sẽ hướng dẫn nha. Chúng ta in thiệp cái đợi tốc độ hay in ảnh mà cái menu hay là gì đó thì chúng ta chọn cái chế độ này thì nó sẽ đẹp nha. Xíu nữa mình sẽ chỉ. Chúng ta in thử nè. Màu này rất là nổi, rất là nén nha mọi người. Chúng ta sử dụng cái mực này. Mực của bên mình thì rất là đẹp luôn. Rất là đỏ luôn nha mọi người. Và rất là bền đầu phun, chúng ta lưu ý. Điều quan trọng là chúng ta màu lên đẹp và nó bền cái đầu phun của chúng ta. Lưu ý hai điều đó thôi đối với dòng này.
em thở ra. Đây, mình nhìn thấy không? Cái màu đỏ của nó lên nè, rất là đẹp luôn, mọi người nhìn kỹ là rất là đẹp luôn, màu lên rất là tươi luôn nha. Đó, cái chế độ đó thì đối với dòng mực của mình thì nó lên rất là tươi, rất là đẹp nè, mọi người thấy không? Ta chiên bị nảnh luôn cũng được, ta chiên bị nảnh luôn nữa, mọi người để ý thấy rất là đẹp nè. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chế độ in nhanh nha. Ta in chế độ nhanh nhưng mà nó bền, nó không có bị sặc nha. Dù tấm hình này đi, lấy tấm hình này. Chúng ta nhấp chuột phải, chúng ta bấm green. Rồi chúng ta chọn cái loại giấy này, mình sẽ chọn inkjet Hayaki này nè. Chọn loại inkjet Hayaki. Nếu chúng ta in thiệp in menu gì đó thì chúng ta chọn cái chế độ này, inkjet Hayaki nè. Đó. Nhớ cái dòng loại giấy này nha mọi người, inkjet Hayaki nè. Rồi chúng ta bấm green thôi. À, chúng ta cần cái tốc độ và hình ảnh nó không sạc thì chúng ta chọn như vậy nha. Tên rất là nhanh nè. Hình ảnh rất là nhanh luôn. Ta thấy lên từ A4 mà nó nhanh luôn. Hình giống như in văn bản vậy đó mọi người. Màu nó ẩn lên rất là đẹp luôn nha. Rất là nhanh luôn. Ta nhìn thử khuôn mặt này. Màu lên rất là đẹp luôn, rất là nét luôn á. Mọi người muốn mua máy hay sửa chữa gì bảo trì liên hệ số điện thoại bên dưới cho mình nha. Bên mình bán máy rất là rẻ, trong dòng này bên mình thì rất là nhiều nên bán rất là rẻ. Tất cả đều muốn hết máy dọn vệ sinh rồi sạch sẽ với lại gắn một thải cho mọi người tất cả luôn. Mọi người cần vấn đề gì thì liên hệ số điện thoại bên dưới mình hướng dẫn.